Chiều nay, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 gồm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Thủ Đức. Nhiều cử tri đã trình bày các vấn đề còn tồn đọng, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác sử dụng, quy hoạch, quản lý các khu đất công, đồng thời kiến nghị cần sớm triển khai các công trình cải thiện môi trường sống cho người dân, sớm rà soát, bổ sung đầy đủ danh sách người có công tại nơi cư trú. Ghi nhận ý kiến của cử tri thành phố Thủ Đức, tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 1 cũng đã trả lời rõ thêm các nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri và nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của bà con để trình các cơ quan liên quan xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.